tiên phải xác định hiện trạng. Ví dụ như là ở ngân hàng, người ta xác định hiện trạng, người ta sẽ nói là như này: giờ sắp đến Tết rồi, cái nhu cầu về tiêu dùng của mọi người thì rất là tăng. Thế mà bây giờ những năm dịch bệnh như thế này thì tình hình là thưởng tiết của các công ty nó cũng không có nhiều. Mà dịch thì chị biết đấy, mọi người có ai bóp mồm bóp miệng, chi ít thì đâu rồi, Tết vẫn cứ phải tiêu nhiều chị nhỉ. Hiện trạng ta cứ đưa ra như vậy, không có nhận xét gì, ta cứ hiện trạng như vậy đấy, ta cứ đánh giá hiện trạng như vậy đấy. Thế ví dụ như một người bán cái sản phẩm mà đèn của mình, ví dụ như là bàn tấn chẳng hạn, thì hãy nói hiện trạng của mình là bây giờ đèn thì ở cái thị trường đèn thì nó rất nháo nhào bát nháo đủ các loại đèn nhập, mang tiếng là nhập khẩu thế nọ nhập khẩu thế kia, nhưng mà rất nhiều cái hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng mà cứ dán tem mà cứ nói là châu Âu rồi đèn độc quyền nọ độc quyền kia. Nhìn chung cái thị trường đèn chùm, đặc biệt là những đèn chùm cao cấp thì nó rất là lộn xộn, nên không biết đâu mà mò được. Nên cái chắc chắn tốt nhất ý, thì bây giờ để mua được cái sản phẩm chuẩn xịn ý, phải tìm được những đơn vị có thương hiệu, những đơn vị có uy tín. Đấy, thì đó là một situation. Ok chưa? Mọi người phải đưa ra được cái hiện trạng, đưa ra được cái dẫn dắt cái hiện trạng, đưa ra được cái tình trạng hiện tại để gì? Mở bài, mở đề để mọi người để dẫn dắt dần dần họ đi vào phễu bán hàng của mình. Và họ sẽ lọt vào phễu mua hàng của mình khi bắt đầu nói chuyện dăm ba câu, hỏi thăm rồi đánh giá chung hình tình hình thị trường này đó các thứ, đúng không?